Hello guys, welcome back. Chào mừng các em đã đến với kênh của thầy An. Today we are going to learn lesson 1, unit 3, living environment, workbook Island Small Work Night. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 1, unit 3 chủ đề môi trường sống của sách bài tập tiếng Anh chính Island Small Work. Alright, now in this lesson, we are going to learn how to describe features of a smart house. The second one, we're going to review how to use defining relative clauses with relative pronouns to talk about features of homes. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những đặc điểm của một ngôi nhà thông minh. Tức là trong phần này, chúng ta sẽ xem lại cách mô tả các đặc điểm, tức là tính năng của một ngôi nhà thông minh như là hệ thống tự động, thiết bị điều khiển từ xa, vân vân. Và phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ ôn lại cách sử dụng mệnh đề quan hệ xác định với đại từ quan hệ để nói về các đặc điểm của một ngôi nhà. Ok, tức là chúng ta sẽ sử dụng các mệnh đề quan hệ xác định và đại từ quan hệ who, what, that để mô tả cũng như là nói về các đặc điểm của một ngôi nhà. Ok, now, are you ready? Let's get started. The first part, new words. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên. Phần new words, I unscramble the words. Ở phần này chúng ta sẽ sắp xếp lại các từ sau. Now number one, they already give the letter, so we have sensor. Người ta cho chúng ta những chữ cái như thế này và chúng ta sẽ sắp xếp lại từ có nghĩa. Okay, so number one, sensor, cảm biến. Number two, generate. Generate là tạo ra. Number three, furniture, right? Furniture là gì? Nội thất. Number four, appliance. Appliance là gì? Thiết bị. Number five, yes, voice assistant. Voice assistant, trợ lý giọng nói. Number six, yes, monitor. Monitor là giám sát. Number seven, elevator. Elevator, thang máy. And the last one, system, system, alright. System là gì? Hệ thống. Alright, good job. Now, B, do the crossword puzzle. Ở phần này chúng ta sẽ hoàn thành phần câu đố ô chữ. Now, number one, make energy. Make energy, tạo ra năng lượng là gì nhỉ? Generate, generate. Okay, generate, tạo ra. Number two, a device with the ability to find and check things like light, heat, and sound. Một cái thiết bị mà có khả năng tìm thấy hay kiểm tra cái gì đó, chẳng hạn như đàn, như là nhiệt độ, như là âm thanh. So what's this? So what's this? Yes, sensor. Sensor, cảm biến. Cảm biến là một cái thiết bị mà có thể tìm thấy hay kiểm tra những cái gì đó, chẳng hạn như là đàn, như là nhiệt độ, âm thanh, right? Number three, use technology to watch something closely for a period of time. Sử dụng công nghệ để theo dõi chặt chẽ một cái gì đó trong khoảng một thời gian. So what's this? Monitor, right? Monitor, monitor, okay? Giám sát. Use technology to watch something closely for a period of time, tức là sử dụng công nghệ để theo dõi chặt chẽ cái gì đó trong một khoảng thời gian. Number four, a machine for doing certain tasks in a home. Một cái máy mà dùng để thực hiện một số công việc nhất định trong nhà. Một cái máy mà dùng để thực hiện một số công việc nhất định trong nhà. So number four, yes, appliance. Appliance, thiết bị. Okay, thiết bị là một cái máy được dùng để làm một số cái nhiệm vụ nhất định trong ngôi nhà. Thiết bị. Number five, objects in a house, a building like bags, tables and chairs. Những cái đồ trong nhà hoặc là trong tòa nhà, chẳng hạn như là giường, bàn hay là ghế, gọi là gì nhỉ? Nội thất, furniture. So number five, furniture. Okay. Now number six, connected things working together. Kết nối những cái thứ gì đó để làm việc cùng nhau. That's it. Yes. Number six,
system. Number six, system. Connecting, connected things, working together. Kết nối những thứ, làm việc cùng nhau. System, hệ thống. Number seven, a machine that helps people to travel up and down in a building. Một cái máy mà có thể giúp người ta đi lên đi xuống trong một tòa nhà. Yes, elevator, thang máy, right? Thang máy giúp cho con người di chuyển lên xuống trong cầu thang. And the last one, a program on your phone or computer, you can ask questions or tell to do things. Một cái chương trình mà trong điện thoại hay là trong máy tính mà bạn có thể hỏi hay là yêu cầu làm thực hiện những cái việc gì đó. Một cái chương trình trên điện thoại hoặc máy tính mà bạn có thể đặt câu hỏi hoặc là yêu cầu thực hiện những cái việc gì đó. So what's this? Yes, voice assistant, trợ lý giọng nói. Bạn có thể sử dụng một cái chương trình trợ lý giọng nói trong điện thoại hay máy tính để mà đặt câu hỏi hay là yêu cầu làm cái gì đó. Okay, good job. Now, the second part reading. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần reading, phần đọc nhé. Now, A, read the article about houses. What is not mentioned? Hãy đọc bài báo về ngôi nhà và nội dung nào không được đề cập trong bài viết. Number one, robot cleaners that clean up after you. Con robot dọn dẹp sẽ dọn dẹp sau bạn. Number two, solar panels that create electricity. Cái gì? Những cái tấm pin năng lượng mặt trời tạo ra điện. Number three, an appliance that cooks for you. Một cái thiết bị mà nấu cho bạn. So which one? What is not mentioned in the article? Vậy đâu là thông tin không được đề cập trong cái bài báo này? Now let's read together. Houses are important and getting smarter. Ngôi nhà thì những cái ngôi nhà thì đang ngày càng được cải thiện và ngày càng thông minh hơn. It feels like we're living in the future. Giống như là cảm giác như là chúng ta đang sống ở trong tương lai. Here are three houses that might make you want to move. Và đây là ba ngôi nhà mà có thể là khiến bạn muốn di chuyển đến ở. The first one, Future Terrace. Ngôi nhà đầu tiên là Future Terrace. These houses have a voice assistant that controls everything. Những ngôi nhà như thế này thì có trợ lý giọng nói có thể điều khiển mọi thứ. Do you want to call the elevator? Bạn có muốn gọi thang máy không? Just ask. Chỉ cần yêu cầu. Do you want to turn on the lights? Bạn có muốn bật đèn không? Just ask. Bạn chỉ cần yêu cầu. Three, the homes are perfect for people who need extra help around the house. Những ngôi nhà như thế này thì sẽ là phù hợp cho những ai cần sự trợ giúp, cần sự giúp đỡ xung quanh nhà của bạn. You will have much more time for yourself and your family. Và ở trong những ngôi nhà như thế này thì bạn sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân cũng như là cho gia đình của bạn. Ok. The second one, robo homes. Ngôi nhà thứ hai là robo homes. These houses have a range of different smart appliances that do lots of different jobs. Những ngôi nhà như thế này thì sẽ có một cái lượng, có nguồn thiết bị thông minh khác nhau. Những ngôi nhà này có nhiều thiết bị thông minh khác nhau mà thực hiện nhiều công việc khác nhau. They have kitchen robots that can make a whole meal and you only have to press one button. Chúng có robot nhà bếp mà có thể làm mà có thể chế biến cả một bữa ăn và bạn chỉ cần nhấn một nút thôi. They also have appliances that clean themselves. Và chúng cũng có
những cái thiết bị mà tự làm sạch. You can put your feet up and relax. Bạn chỉ cần gác chân và vị trí. Feet up, you can put your feet up and relax. Tức là bạn chỉ cần gác chân lên và thư giãn. Alright. And the third one, greenhouse apartment. Căn hộ greenhouse. The apartments use the newest technology and are eco-friendly. Những căn hộ như thế này thì sẽ có những cái công nghệ mới nhất và thân thiện với môi trường. The walls have solar panels that produce electricity using energy from the sun. Những bức tường thì sẽ có những cái tấm pin năng lượng mặt trời mà có thể tạo ra điện, sử dụng năng lượng từ năng lượng mặt trời. The gardens have outdoor systems that monitor and water the plants on the balcony. Và những khu vườn thì có hệ thống bên ngoài có thể giám sát, có thể tưới cây ở ban công. You'll feel like you're living in the country. Bạn sẽ cảm thấy giống như là bạn đang sống ở miền quê. Ở nông thôn. Which of these homes would you like to live? Như vậy bạn muốn sống ở ngôi nhà nào trong số những ngôi nhà này? Come and have a look. Hãy đến và tham quan nhé. Your new home is waiting for you. Và ngôi nhà mới thì đang đợi chờ bạn. Step into the future. Hãy bước vào tương lai. Step into the future. Hãy bước vào tương lai. Okay. So now tell me what is not mentioned in the article. Như vậy, thông tin nào không được đề cập trong bài báo này à? Which one? Yeah, the first one. Robot cleaners that clean up after you. Robot dọn dẹp. Mà nó dọn dẹp theo sau bạn. Robot dọn dẹp theo sau bạn. Okay. Good job, everyone. Trong bài có đề cập gì? Robo home. Có đề cập là gì nhỉ? They have kitchen robots that can make a whole meal and you only have to press one button. Ở ngôi nhà Robo Home thì có đề cập là ngôi nhà này có người máy, nhà bếp mà có thể làm toàn bộ bữa ăn. Có thể ở trong cái ngôi nhà này thì có robot nhà bếp mà có thể chế biến cả một bữa ăn mà bạn chỉ cần nhấn một nút thôi. Ok, như vậy là có đề cập gì? An appliance that cook for you. Có đề cập một thiết bị mà có thể nấu cho bạn. And greenhouse apartment. Còn ở trong căn hộ greenhouse thì sao? Yeah, the walls had solar panels that produce electricity using energy from the sun. Còn ở căn hộ greenhouse thì có đề cập ở các bức tường thì có những tấm pin năng lượng mặt trời mà tạo ra điện, sử dụng năng lượng từ mặt trời. So solar panels that create electricity. Như vậy là bài viết có đề cập những tấm pin năng lượng mặt trời tạo ra điện, right? Như vậy, robot cleaners that clean up after you is not mentioned in the article. Vậy thông tin đầu tiên là thông tin không được đề cập trong cái bài viết này. Okay. Now, B, read and answer the question. Ở phần B chúng ta hãy đọc và trả lời các câu hỏi. Number one, what can call an elevator for you in future terrace? Cái gì có thể gọi thang máy cho bạn trong ngôi nhà future terrace? Cái gì nhỉ? What can call an elevator for you in future terrace? Cái gì có thể gọi thang máy cho bạn ở ngôi nhà future terrace? A voice assistant, trợ lý giọng nói. Okay. Bạn có thể sử dụng trợ lý giọng nói để gọi thang máy cho bạn trong ngôi nhà future terrace. Now number two. Let's see. The houses have a voice assistant that controls everything. Do you want to call the elevator? Just ask. Bạn có muốn gọi thang máy không? Chỉ cần yêu cầu. Okay. Number two, how do you use the kitchen robots in robo homes? Bạn sử dụng những con robot nhà bếp ở ngôi nhà robo homes như thế nào? Bạn có thể sử dụng những con robot nhà bếp ở robo homes như thế nào?
You only have to press one button. Bạn chỉ cần nhấn một nút thôi. Press one button. Bạn chỉ cần nhấn một nút là những cái con robot nhà bếp có thể nấu cả một bữa ăn cho bạn. Alright. Number 3. What are two things you don't have to do in robo homes? Có hai thứ mà bạn không phải làm ở trong ngôi nhà robo homes là gì nhỉ? Có hai thứ mà bạn không phải làm trong ngôi nhà robo homes là gì nhỉ? Cook and clean. Cook and clean. Okay, cook and clean. Đó là nấu ăn và dọn dẹp. They have kitchen robots that can make a whole meal and you only have to press one button. They also have appliances that clean themselves. Đó là gì? Ở trong ngôi nhà robo home thì chúng có những con robot nhà bếp có thể nấu cả một bữa ăn mà bạn không phải làm gì cả, bạn chỉ cần nhấn một cái nút thôi. Rồi gì nữa? Chúng có cả những cái thiết bị mà tự làm sạch nữa. Ok, như vậy bạn không phải làm gì, không phải nấu, không phải dọn dẹp. Ok. Number 4, what do the outdoor systems in greenhouse apartments do? Cái gì nhỉ? Hệ thống ngoài trời trong căn hộ greenhouse làm gì? Ở trong những cái căn hộ greenhouse thì hệ thống ngoài trời làm được cái gì? Hệ thống ngoài trời Monitor and water the plants. Đó là gì? Giám sát và tưới cây. Ok. Number 5. Where will you feel like you're living in greenhouse apartment? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi sống trong những căn hộ greenhouse? You feel like you're living in the country. Okay, you feel like you're living in the country. Bạn sẽ cảm giác giống như là bạn đang sống ở nông thôn, ở miền quê vậy đó. Alright, now let's see. You'll feel like you're living in the country. Okay? Now, the next part is grammar. Underline the mistakes and write the correct words on the lines. Hãy gạch dưới lỗi sai và viết lại từ đúng vào mỗi dòng. Number 1. People who care about animals will love this house. Những người mà quan tâm về động vật thì sẽ yêu cái căn nhà này. People, người. Như vậy chúng ta phải sử dụng đại từ quan hệ who hoặc that. Who hoặc that sử dụng cho người. Như vậy chúng ta sẽ sửa lại là who that. Number 2. I want to live in a house whose garden is big. Tôi muốn sống trong một căn nhà mà khu vườn, mà có khu vườn lớn. Như vậy đây chúng ta thấy là garden, only one, không có s, có nghĩa là đang đề cập một khu vườn, đúng không? Như vậy ở đây phải là động từ to be e. Ok, động từ to be e. I want to live in a house whose garden is big. Tôi muốn sống trong một ngôi nhà mà có cái khu vườn. Khu vườn sao? Lớn. Number 3. There is a safety system who monitors outside the house. So which one? A safety system. Hệ thống an toàn là đang nói về vật, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta phải sử dụng gì? Đại từ quan hệ with that. With or that. Alright. Có một hệ thống mà giám sát bên ngoài ngôi nhà. Có một hệ thống an toàn mà giám sát bên ngoài ngôi nhà. So number 4. The most house has lots of plants which keeps your home cool. Cái ngôi nhà most house này có nhiều cây, nó giữ cho ngôi nhà của bạn mát mẻ. Như vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Keeps, no, keep. Ok. Ở đây which chúng ta có thể sử dụng which hoặc là that. Ok, which keep hoặc là that keep. Ok, vì sao? Lots of plants, nhiều cây, đang đề cập số nhiều như vậy, động từ ở dạng nguyên mẫu. Ok. Number 5. People whom have pets will like this house. Whom? No. Who or that? Who or that, right? People. Đây đang ở vị trí là
Who that đại từ. Đại từ quan hệ who that với chức năng làm chủ ngữ đây. Những người mà có thú cưng thì sẽ thích ngôi nhà này. Alright. Now, the last part writing. Imagine you're designing a house for the future. Write about its features and who would like to live there. Write 100 to 120 words. Hãy tưởng tượng là bạn đang thiết kế một ngôi nhà cho tương. Hãy tưởng tượng là bạn đang thiết kế một ngôi nhà của tương lai. Hãy viết về những đặc điểm của nó và ai sẽ là người thích ở đó. Ai sẽ là người thích sống trong cái căn nhà đó. Viết khoảng 100 đến 120 từ. Ok. Now for example. Here. Future lots are beautiful apartments with lots of amazing smart features. They had solar panels on the balconies to generate electricity for your home. They also have a smart garden. There are sensors that monitor and water the plants. They can also plant new flowers for you. You only have to tell them what flower you want. The other plant appliances are wonderful too. They have kitchen appliances which clean themselves. The furniture can float, so you can move your beds, sofas, chairs, and much more very easily. Future lofts are perfect for people who love relaxing and being eco-friendly. Come and have a look at once today. Future lofts là những cái căn hộ đẹp với nhiều tính năng thông minh tuyệt vời. Chúng có những cái tấm pin năng lượng mặt trời để trên ban công để tạo ra điện cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra chúng còn có khu vườn thông minh, có những cảm biến có thể theo dõi và tưới nước cho cây cối. Chúng cũng có thể trồng những cái bông hoa mới cho bạn. Chúng cũng có thể trồng hoa mới cho bạn. Bạn chỉ cần bảo cho chúng biết là bạn thích hoa gì. Ngoài ra thì làm sao? Ngoài ra còn có những cái thiết bị khác cũng rất là tuyệt vời. Chúng có những cái thiết bị nhà bếp mà có thể tự làm sạch. Những thiết bị này có thể nổi về vậy. Bạn có thể di chuyển giường, ghế sofa, ghế hay là nhiều thứ khác một cách rất là dễ dàng. Future lots thì hoàn hảo, thì phù hợp cho những người yêu thích thư giãn, sống thân thiện với môi trường. Hãy đến và xem căn hộ ngay hôm nay nhé. Alright. Good job everyone. It's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 1 unit 3 chủ đề môi trường sống của sách bài tập tiếng Anh chính I Learn Small World. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.